Dự báo thời tiết khoảng thời gian chiều tối 11 tháng 9 sẽ là đỉnh điểm đợt mưa lớn đang diễn ra ở miền Bắc. Trong đó, vùng núi và trung du Bắc Bộ từ chiều tối 10 tháng 9 đến chiều 11 tháng 9 có mưa phổ biến 30 đến 70 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. riêng Lào Cai Yên Bái từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Đêm 11 tháng 9, vùng núi và trung du Bắc Bộ giảm mưa với lượng phổ biến còn 20 đến 40 mm. Có nơi trên 70 mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa là trọng tâm của đợt mưa lớn lần này. Từ chiều tối 10 tháng 9 đến chiều 11 tháng 9, khu vực này mưa phổ biến từ 50 đến 120 mm, cục bộ trên 250 mm. Từ đêm 11 tháng 9 đến chiều 12 tháng 9, phổ biến 30 đến 70 mm, có nơi trên 120 mm. Mưa lớn xảy ra làm phức tạp thêm tình hình lũ lụt tại các tỉnh miền Bắc. Dự báo mực nước trên 6 sông ở miền Bắc trong ngày 11 tháng 9, tiếp tục ở ngưỡng trên báo động 3 là sông Thao tại Yên Bái, sông Cầu, sông Thương, sông Lô, sông Đáy, sông Hoàng Long. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết, sau ngày 12 tháng 9, tình hình mưa mới có dấu hiệu suy giảm. Từ đêm 10 tháng 9 đến nay, lũ trên sông Hồng đang có xu hướng tăng. Với tình hình nước lũ tăng, thì trong những giờ tới, mực nước tại thượng nguồn còn biến đổi chậm nên mực nước sông Hồng tại Hà Nội trong những giờ tới có xu thế tăng nhưng tăng chậm. Ông Mai Văn Khiêm nhận định, đây là đợt lũ hiếm gặp. Theo dữ liệu thống kê đến thời điểm hiện tại ở hầu hết các sông như sông Hồng, sông Thái Bình, sông Lô đều ở mức trên báo động 3, đặc biệt sông Thao tại Yên Bái còn vượt mức giá trị lịch sử. Về tình hình lũ trên các sông, ông Vũ Đức Long, vụ trưởng vụ quản lý dự báo khí tượng thủy văn, tổng cục khí tượng thủy văn phân tích thêm Đối với lũ trên sông Hồng đang lên trên báo động 2 là 0,6 m thì mực nước lũ và ngập lụt chỉ xảy ra ở khu vực ngoài đê. Tuy nhiên trên sông Thao, lượng nước lũ tuy xuống nhưng vẫn còn cao. Vùng hạ lưu và đồng bằng thì hầu hết các trạm trên lưu vực sông đều xuất hiện ở mức báo động 3. Một số sông xuất hiện mức lũ lịch sử. Lượng nước đang cao nên khả năng tiêu thoát nước sẽ chậm nên thời gian ngập lụt còn kéo dài 2 đến 3 ngày tới những ngày qua bão gia ghi gây thiệt hại về người và của tại nhiều tỉnh thành ở miền bắc nhiều tỉnh thành như thái nguyên lào cai yên bái phú thọ cao bằng đang chịu thiệt hại nặng nề bởi lũ lụt sạt lở trước tình hình trên nhiều sao việt quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ trên trang cá nhân và các diễn đàn loạt nghệ sĩ người nổi tiếng đã thể hiện nghĩa cử đẹp quyên tiền và kêu gọi người cùng chung tay ủng hộ tiền mặt cùng lương thực nhu yếu phẩm cho đồng bào vùng lũ những ngôi sao như vợ chồng Sắc Bình, Phương Oanh, Hòa Minh Di, Ninh Dương Lan Ngọc, Trấn Thành và nhiều nghệ sĩ khác đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn. Vợ chồng Sắc Bình, Phương Oanh đã đóng góp 500 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Sắc Bình chia sẻ trên trang cá nhân, hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúng tôi xin chung tay cùng đồng bào vượt qua thảm họa. Ca sĩ Hòa Minh Di cũng không đứng ngoài cuộc khi quyên góp 500 triệu đồng nữ ca sĩ bày tỏ sự xót xa trước cảnh tượng tàn phá của bão, mưa bão tàn phá kinh khủng quá, xót xa cho bà con ta đang phải gánh chịu. MC Trấn Thành cũng đóng góp một khoản tiền trên 100 triệu đồng để giúp đỡ các tỉnh bị thiệt hại. Anh nhắn nhủ trên trang cá nhân, ngay lúc này họ thật sự cần giúp đỡ, chúng ta mỗi người hãy giúp một tay, nhiều hành động nhỏ sẽ tạo nên kết quả lớn. Ninh Dương Lan Ngọc, Phí Phương Anh, ca sĩ Đức Phúc và nhiều nghệ sĩ khác cũng tham gia ủng hộ, đóng góp những khoản tiền nhằm hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn sau bão. Ca sĩ Hà Anh Tuấn đặc biệt nổi bật khi ủng hộ trực tiếp 1 tỷ đồng theo lời kêu gọi của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Ca sĩ Mỹ Tâm đã ủng hộ 200 triệu đồng cho mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Xin góp một chút tấm lòng để chia sẻ những khó khăn mà bà con đang đối mặt. Thành tâm cầu nguyện mọi người được bình an và mọi điều tốt lành sẽ đến." Ca sĩ Tùng Dương cho biết, anh và nhóm bạn thân thiết xin được chung tay đóng góp cho thành phố Thái Nguyên nơi đang ngập trong bão lũ 500 triệu đồng tiền mặt. Hiện nam ca sĩ đã chuyển khoản tới Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên để chia sẻ với người dân bị lũ lụt nơi đây. Tùng Dương cũng cho hay, đợt 2 sẽ quyên góp để gửi tới bà con yên bái trong một vài ngày tới, đồng thời cầu mong cho bão tan, người dân bình an và mọi sự trở lại bình thường. Nữ ca sĩ Tóc Tiên cũng đã chuyển khoản 150 triệu đồng ủng hộ. Cô chia sẻ, hậu quả của cơn bão có sức tàn phá kinh khủng hơn những gì con người có thể chuẩn bị. Trong khả năng có hạn của mỗi người, gia đình Tiên cũng xin đóng góp hỗ trợ người dân vùng bão. Trên trang cá nhân, Tóc Tiên cũng đăng các thông tin về các nhóm gia lô cứu trợ của các tỉnh thành, đồng thời thông tin số tài khoản của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để mọi người quên góp. Từ Châu Phi Quang Linh Vlog cũng thông báo anh và team Châu Phi ủng hộ 300 triệu đồng để khắc phục sau bão Yagi, thông qua mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban cứu trợ trung ương. Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ cũng chung tay góp sức khắc phục hậu quả thiên tai. Nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc cùng hai con tham gia dọn dẹp cây đổ ngổn ngang đường phố sau khi bão Jaqui càn quét Hà Nội. Diễn viên Quỳnh lương nhờ mẹ ở quê huyện Tam Nông Phú Thọ mở cửa đón các bạn học sinh không thể về nhà. Những đóng góp của giới nghệ sĩ không chỉ mang ý nghĩa về vật chất mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết và sẻ chia trong cộng đồng, góp phần xoa dịu nỗi đau và giúp đồng bào vùng lũ có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn tái thiết cuộc sống sau thiên tai. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 92 ngày mùng 10 tháng 9 năm 2024 về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão. Công điện gửi bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng thái bình nam định hòa bình lào cai yên bái sơn la lai châu điện biên hà giang cao bằng bắc cạn thái nguyên tuyên quang phú thọ vĩnh phúc lạng sơn bắc giang bắc ninh hải dương hà nội hưng yên hà nam ninh bình thanh hóa bộ trưởng các bộ thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan trực thuộc chính phủ bí thư cấp ủy Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong vùng bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ nêu trên với mục tiêu đảm bảo an toàn, sức khỏe, tính mạng cho nhân dân là trên hết. Với tinh thần khẩn trương nhất, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tập trung tìm kiếm, cứu nạn đối với những người còn mất tích, trong đó lưu ý bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa miễn phí cho người bị thương, tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời thân nhân và hỗ trợ lo hậu sự chu đáo cho người bị thiệt mạng. Tổ chức cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ dân có nguy cơ thiếu đói, nhất là các hộ tại các khu vực còn bị cô lập, bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ bị mất nhà ở, tuyệt đối không để ai bị đói, bị rét, không có nơi ở. Thủ tướng quán triệt các địa phương kiểm tra, giả soát, thống kê đầy đủ, chính xác toàn bộ thiệt hại đối với sản xuất, tài sản của người dân, doanh nghiệp và công trình cơ sở hạ tầng của nhà nước, báo cáo thủ tướng trong ngày 12 tháng 9 chủ động huy động nguồn lực của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để khẩn trương khắc phục hậu quả bão, mưa lũ, để nhanh chóng ổn định lại đời sống cho người dân khẩn trương khôi phục sản xuất kinh doanh công điện nêu rõ bộ trưởng quốc phòng bộ trưởng công an chỉ đạo các quân khu và các đơn vị trực thuộc triển khai lực lượng phương tiện kể cả máy bay trực thăng tiếp cận bằng được để hỗ trợ vận chuyển lương thực thực phẩm lương khô bánh mì sữa hàng cứu trợ cho người dân vùng còn bị chia cắt hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai theo đề nghị của địa phương bộ trưởng bộ y tế được giao chỉ đạo cứu chữa người bị thương kịp thời cung cấp đủ cơ số thuốc, bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho người dân tại những vùng bị ảnh hưởng thiên tai, hướng dẫn người dân xử lý nước sinh hoạt, xử lý môi trường, không để bùng phát dịch bệnh sau bão lũ. Đáng chú ý, tại công điện, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái tìm mọi biện pháp có thể để kiểm soát nước lũ từ thượng lưu chảy về hồ Thác Bà, thành phố Hà Nội, các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, nhất là Yên Bái chuẩn bị phương án xấu nhất có thể xảy ra với hồ Thác Bà theo chỉ đạo của Thủ tướng tại cuộc họp trực tuyến trưa mùng 10 tháng 9. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước và Phó Thủ tướng Lê Thành Long trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành và các địa phương có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc công điện này. Tin bão mới nhất của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, gọi tắt là Pagasa, cho hay vào hồi 23 giờ ngày 10 tháng 9, Áp thấp nhiệt đới bên ngoài khu vực dự báo, gọi tắt là PR, đã mạnh lên thành bão Bebinca. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc, 145,0 độ Kinh Đông, cách Đông Visayat, 2.105 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão 65 km h giật 80 km h và áp suất trung tâm là 998 HPA, phạm vi gió 200 km từ tâm bão. Dự báo bão của Pagasa cho biết, bão Bebinka dự kiến sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc đến tối 13 tháng 9, sau đó có thể chuyển hướng về phía Tây Tây Bắc. Trong khi đó, theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia và Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp Mỹ, vào hồi 23 giờ ngày 10 tháng 9, bão Bebinka cách lãnh thổ Guam của Mỹ ở phía Tây Thái Bình Dương 96 km về phía Đông Nam, di chuyển về phía Tây Bắc với tốc độ 20 km trên giờ Đến thời điểm bão Bebinca vào PR có khả năng nó sẽ tăng cấp lên bão nhiệt dữ dội ngay trong sáng 13 tháng 9. Pagasa không loại trừ khả năng Bebinca sẽ mạnh lên thành bão cuồng phong, tức là bão rất mạnh, do hiện tại nó vẫn đang ở trên vùng biển Thái Bình Dương. Dự kiến trong thời gian ngắn ở trong PR, Bebinca sẽ chỉ di chuyển qua vùng biển gần biên giới phía đông bắc của PR và không đổ bộ vào đất liền. Cơn bão cũng được dự đoán sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến bất kỳ khu vực nào của Philippines. Tuy nhiên, dự báo đường đi của bão cho thấy có khả năng nó sẽ tiếp cận bờ biển Thượng Hải ở phía đông Trung Quốc. Sau sự cố sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ vào ngày 9 tháng 9, nhiều cầu ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc bị hạn chế hoặc cấm lưu thông cho đến khi có thông báo mới. Giữa lúc mực nước sông đang lên cao, cộng thêm cầu cũ có nguy cơ đổ sập, các phương án này giúp người dân tránh nguy hiểm sập cầu, giữ an toàn cho đến khi lũ qua đi. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội ra thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên cầu Long Biên, Hà Nội. Theo đó, từ 15 giờ ngày 10 tháng 9, cấm người đi bộ và phương tiện lưu thông qua cầu Long Biên áp dụng ở cả hai chiều lưu thông. Thông báo này áp dụng cho đến khi có văn bản thay đổi của cơ quan có thẩm quyền. Được biết, người dân có lộ trình qua cầu Long Biên có thể thay đổi sang các cầu khác như Nhật Tân, Thăng Long, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Trương Dương. Trước đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng ra thông báo hạn chế lưu thông qua cầu Trương Dương. Trước diễn biến trên, nhiều tỉnh, thành phố miền Bắc cũng đã có chỉ đạo hạn chế hoặc cấm di chuyển với một số cây cầu. Cụ thể, tỉnh Phú Thọ, cầu Phong Châu, cầu Trung Hà và Tứ Mỹ cấm toàn bộ các phương tiện từ ngày 9 tháng 9. Cầu Việt Trì Cũ cấm tất cả các phương tiện lưu thông từ 9 giờ ngày 11 tháng 9. Tỉnh Thái Nguyên, cầu Gia Bảy, cầu Bến Tượng, cầu Mỏ Bạch Tạm thời cấm người phương tiện. Tỉnh Tuyên Quang cấm các xe tải từ 3,5 tấn trở lên và xe khách các loại lưu thông qua cầu Nông Tiến, cầu Bợ, cầu Sơn Dương, cầu An Hòa, cầu Kim Xuyên. Riêng cầu Chiêm Hóa Tuyên Quang cấm tất cả người và phương tiện lưu thông qua. Tỉnh Yên Bái, cầu Yên Bái trên quốc lộ 37 bị cấm các phương tiện. Tỉnh Bắc Giang khuyến cáo người dân không đi qua cầu sắt Bắc Qua Sông Thương, thành phố Bắc Giang. Tỉnh Bắc Ninh, cầu Nét, đoạn Yên Phong Từ Sơn bị cấm ô tô lưu thông cầu đáp cầu nối phường đáp cầu thành phố bắc ninh với tỉnh bắc giang cấm tất cả các phương tiện từ 10 giờ ngày 11 tháng 9 cầu hồ thị xã thuận thành cấm xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên xe tải có tải trọng trên 15 tấn lưu thông từ 12 giờ ngày 11 tháng 9